Hi, welcome back. Okay, let's go. Thank you.
Let's go. Thank you.
Let's go. Xong tới game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 bức hình. Và khi đủ 8 bức hình thì lúc đó các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa. Và chiếc chìa khóa đó thì các bạn sẽ xuống dưới tầng hầm của tầng game này, ngôi nhà này. Các bạn sẽ phải đi xung quanh tầng 1, sau đó lên tầng 2 để tìm kiếm những bức hình. Và đủ những bức hình thì lúc đó các bạn sẽ tiếp tục. Một căn nhà ma. Và may sao căn nhà này lại có những căn phòng, có những nguồn điện, cho nên các bạn cũng sẽ không sợ lắm đâu. Các bạn sẽ chơi. Và kể cả ma có xuất hiện thì các bạn cũng không bị gì. Các bạn chỉ có giật mình hoặc là ngơ ngác một lúc thôi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Slenderia The School. Thank you.
Natsuki. Natsuki.